Chào mọi người, hiện nay những chiếc điện thoại Samsung mà đặc biệt là những chiếc điện thoại Samsung đến từ thị trường Trung Quốc đang đánh phá ác liệt vào cái phân khúc điện thoại giá rẻ. Cụ thể chúng ta có những chiếc điện thoại như là chiếc Z3 Pro thống trị ở phân khúc 2 triệu, chiếc Z7 như mình đang cầm trên tay đây thì có mức giá rất tốt ở tầm giá khoảng 3 triệu đồng. Và với cái mức giá rẻ như vậy thì người dùng người ta thường hay có xu hướng là mua thêm một phụ kiện gì đấy để kết hợp và làm tăng cái giá trị sử dụng của những chiếc điện thoại giá rẻ này. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người chiếc đồng hồ Samsung Galaxy Gear 1 mà mình cho rằng đây là sản phẩm kết hợp tốt nhất giữa những dòng sản máy Samsung China và một thiết bị thông minh nào đấy. Tại sao mình lại chọn chiếc Samsung Galaxy Gear 1 này mà không phải là Apple Watch hay là những chiếc đồng hồ kiểu như là InWatch C? Bởi vì chiếc Samsung Galaxy Gear 1 này, thứ nhất, nó có một cái thông số kỹ thuật rất là tốt. Nó sở hữu cái màn hình 1,63 inch, độ phân giải là 320x320 pixel. Chúng ta sẽ nhìn những cái biểu tượng chi tiết rất là sắc nét, rất là rõ ràng. Và chúng ta có một phần cứng cũng tương đối ổn. Nó là sử dụng con chip Exynos đến từ Samsung, cộng thêm bộ nhớ RAM là 512MB, khá là tốt cho một chiếc đồng hồ. Đồng thời thì chúng ta cũng có thêm một cái camera để có thể chụp ảnh một cách vui vẻ đấy, cũng như dung lượng pin của nó là 315 mAh, đủ để các bạn sử dụng trong vòng từ 2 đến 3 ngày làm việc cơ bản đấy. Và lý do thứ hai mà mình muốn nói đến đó là cái chất lượng gia công. Chất lượng gia công của chiếc đồng hồ này tốt hơn rất nhiều với những chiếc đồng hồ không tên tuổi của Trung Quốc mà các bạn đang thấy có giá bán khoảng 300-400 ngàn xuất hiện trên thị trường. Và lý do thứ ba đó là nó tương thích hoàn toàn, tương thích 100% và được hỗ trợ từ chính Samsung với các dòng điện thoại Galaxy của hãng. Và nhưng cái lý do cuối cùng, lý do lớn nhất mà mình lựa chọn chiếc đồng hồ này đó là bởi vì mức giá rất là phải chăng của nó. Hiện tại trên thị trường đang bán chiếc đồng hồ này với giá khoảng từ 1,9 triệu cho đến 2 triệu đồng. Đấy, nhưng ở Di Động Minh khi mà các bạn mua hàng ở hệ thống của chúng tôi thì cái giá của đồng hồ này nó chỉ có là 1,490,000 đồng thôi, giảm trực tiếp 500,000 đồng so với giá của thị trường. Và đây là một mức giá rất là tốt và cực kỳ cạnh tranh so với những đối thủ như là InWatch C hay là những chiếc Apple Watch đắt đỏ. Bởi vì dành riêng cho dòng điện thoại Galaxy nên Samsung cũng tạo hẳn một cái ứng dụng để chúng ta có thể truy cập và quản lý chiếc Gear này từ những cái điện thoại Samsung Galaxy của bạn, đó là ứng dụng Samsung Gear. Và với ứng dụng này thì chúng ta làm được những gì? Những tính năng cơ bản chắc chắn là có, chúng ta có thể thay đổi được mặt đồng hồ này cách rất là dễ dàng. Và mặt đồng hồ này thì có rất là nhiều, các bạn có thể download trên những cái kho ứng dụng của Samsung hoặc là download từ những nguồn bên ngoài rất là nhiều để các bạn lựa chọn, và toàn là những mặt đồng hồ rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể quản lý những cái ứng dụng mà được cài sẵn trên máy. Ví dụ mình có thể quản lý những ứng dụng Gallery, Media Controller hay là setting v.v. Và cái đặc trưng của cái đồng hồ Gear này là nó chạy trên một cái nền tảng tùy biến khác của Android, nên nếu mà các bạn nào biết vọc vạch thì các bạn có thể cài thêm những ứng dụng bên ngoài, những ứng dụng từ bên thứ ba để mở rộng cái chức năng của chiếc máy này, hoặc đơn giản cũng có thể là các bạn nghịch cho vui đấy, rất là hay ho. Và ở trên điện thoại này chúng ta cũng có những cái mặt đồng hồ được tùy biến riêng dành cho chiếc Samsung Galaxy Gear này, và rất là nhiều mặt đồng hồ để các bạn lựa chọn đấy, rất là nhiều. Tất nhiên là những cái tính năng cơ bản như là tìm chiếc đồng hồ cũng sẽ có luôn đấy, chúng ta chỉ cần ấn vào thì có thể xác định được là đồng hồ đang ở đâu, gần như là các bạn sẽ được báo ngay lập tức luôn. Và cái tính năng cơ bản nhất của chiếc Samsung Galaxy Gear này mình đoán chắc các bạn dùng cũng sẽ là tính năng thông báo. Thì chiếc Gear này có thể thông báo được toàn bộ những cái thông báo nào mà xuất hiện trên điện thoại, từ thông báo email này, báo thức này, cuộc gọi đến, tin nhắn hay là các cái sự kiện, rất là nhiều đấy. Và các bạn có thể bật được toàn bộ những thông báo, có thông báo nào trên điện thoại này thì chiếc đồng hồ này cũng sẽ nhận ngay lập tức. Và nói thêm một chút về cái chức năng của chiếc đồng hồ này thì ngoài những cái cơ bản như thế thì các bạn hoàn toàn có thể gọi điện được. Mặc dù chiếc đồng hồ này không sử dụng SIM nhưng mà qua kết nối Bluetooth 4.0 thì chúng ta vẫn có thể gọi điện trực tiếp từ trên chiếc máy này và dùng như một chiếc điện thoại kiểu InWatch C bình thường mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Đấy, các bạn chỉ cần ấn vào nút gọi điện, thế là xong. Ở đây thì mình chưa lắp SIM nên cuộc gọi sẽ không kết nối được. Nhưng mà đối với những bạn nào dùng bình thường thì chức năng này sẽ hoạt động cách rất là mượt mà và ngon lành. Đây cũng là một điểm cộng rất là lớn của chiếc đồng hồ Galaxy Gear 1 này so với Apple Watch. Đấy.
Và ở đây các bạn sẽ có một phím nguồn này. Cái phím nguồn này thì có thể tùy chỉnh được rất là nhiều tính năng. Mà mình thích nhất là cái việc khi mà các bạn ấn nút nguồn hai lần, các bạn có thể đặt cho nó mở lên một tính năng nhanh nào đó. Ví dụ như ở đây mình để là bật nhạc này, chỉ cần ấn phát rất là nhanh chóng đúng không? Và với cái việc điều khiển từ trên chiếc gear này, nó gần như là không có độ trễ so với điện thoại đấy. Và đó là những cái tính năng cơ bản của chiếc Samsung Galaxy Gear này. Có thể nói nó là một sự bắt cặp hoàn hảo cho những chiếc điện thoại Samsung China giá rẻ. Bởi vì nhờ mức giá rẻ của hai sản phẩm nên cái giá trị của tổng bộ đôi này có khi còn chưa đến 5 triệu đồng. Một mức giá rất là phù hợp cho những người mà thu nhập không nhiều nhưng vẫn muốn trải nghiệm những công nghệ mới nhất, những cái tính năng hay ho nhất của điện thoại và đồng hồ thông minh. Đấy, hiện tại Di Động Minh đang bán chiếc đồng hồ này với giá rất ưu đãi, đó là 1.490.000 đồng, dành cho những khách hàng mua tại hệ thống của Di Động Minh. Và những chiếc đồng hồ này là những chiếc đồng hồ mới 100% nguyên hộp, chưa qua sử dụng cũng như đầy đủ phụ kiện. Để có thêm nhiều thông tin khác về chiếc đồng hồ này, các bạn có thể truy cập website diệuminh.vn hoặc đặt hàng thì có thể liên lạc ngay trực tiếp đến số 1900 6815. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.